Có rất là nhiều bạn hỏi là nên mua PC đồng bộ như thế này hay là tự mua linh kiện về để build một chiếc PC. Trong video lần này thì mình sẽ giải đáp những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của từng dòng một nhé. Đây là một cái PC đồng bộ. Ưu điểm của nó là được cài đặt Windows sẵn. Tất cả những cái linh kiện bên trong đã được nhà sản xuất họ tính toán để làm sao cho tất cả chúng nó có thể đồng bộ hoạt động, tạo nên một cái hiệu năng cực kỳ là mạnh mẽ. Các bạn không cần biết quá nhiều về main là gì, nguồn là gì, RAM là gì, chỉ cần mua về là có thể sử dụng được. PC đồng bộ thì nó vẫn có nhược điểm đó nhé. Nhược điểm của nó là các bạn khó có thể nào mà chúng ta thay đổi, chúng ta tùy biến tạo nên những cái chiếc máy màu sắc hoặc là có những cái nét cá tính riêng biệt của bản thân. Và giá của nó thì cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với lại chúng ta tự mua linh kiện về build. Thì nếu mà so sánh cái linh kiện này với một chiếc PC được build sẵn thì nó sẽ rẻ hơn. Vậy nên các bạn cũng sẽ tiết kiệm được khá tiền đó nhé. Tùy vào tài chính thì các bạn có thể lựa chọn RAM DDR5, DDR6, CPU đến từ Ryzen hay là Intel, tản nhiệt nước hay là tản nhiệt khí. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tất tần tật những cái linh kiện ở trong chiếc PC của mình. Nếu như tất cả các bạn chúng ta mới vừa gia nhập cái bộ môn này, chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì các bạn phải tham khảo cái ý kiến từ những bạn chuyên gia đúng không nào, hoặc là những cái kênh công nghệ mà người ta hướng dẫn cho các bạn cách build một chiếc PC. Còn mình sẽ nói nếu như mà giả sử mà các bạn không có kinh nghiệm, không có kiến thức mà chúng ta tự build thì nó sẽ như thế nào. Các bạn tưởng tượng đi, bây giờ mình mua một con chip Intel Gen 12, tuy nhiên cái bo mạch của chúng ta chỉ hỗ trợ tới Gen 11 thì sao? Có phải các bạn không có thể nào sử dụng được không? Hoặc là các bạn là một người rất là thích màu nè, chúng ta có fan nè, rồi chúng ta có tản nhiệt, chúng ta có RAM, tất tần tật đều có RGB, sáng quay cuồng luôn, nhưng mà bo mạch không hỗ trợ, rồi sao nữa? Có phải là bỏ đi không? Rất là tốn tiền và nó làm cho chúng ta bị mất chi phí cho những cái điều mà không đáng như vậy, phải không? Còn một điều mà các bạn phải lưu tâm nữa đó là thời hạn bảo hành của từng linh kiện là khác nhau, cũng như là cái địa điểm bảo hành linh kiện cũng ở những cái nơi không có giống nhau. Có phải là khi mà nó xảy ra những cái lỗi thì các bạn phải chú ý về cả thời gian lẫn cái địa điểm bảo hành không? Còn nếu mà chúng ta mua một chiếc PC đồng bộ thì các bạn chỉ cần đem tới cái địa điểm mà chúng ta mua PC thôi, và những linh kiện cho dù nó hư như thế nào thì địa điểm bán của các bạn cũng phải đảm bảo được rằng họ bảo hành trọn cái bộ PC đồng bộ này. Hiện tại ở Phong Vũ thì cũng đang có những cái bộ PC đồng bộ giá cực kỳ hời, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn mua cho mình nhé. Ở đây và ở đây các bạn có thể xem ở trên phía màn hình. Chung quy lại thì cho dù các bạn chúng ta mua những cái bộ PC sẵn như thế này hoặc là mua linh kiện về build PC thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Tùy vào cái sở thích cá nhân cũng như là cái khoản chi phí các bạn có thì chúng ta có thể lựa chọn cái phương thức nào phù hợp với bản thân của mình nhất. Video vừa rồi hy vọng cũng đã giúp cho tất cả các bạn chúng ta có một chút những cái nhìn khách quan về cái việc mà chúng ta nên lựa chọn cái dòng máy như thế nào. Còn bây giờ thì video cũng sẽ kết thúc. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.